Ok, đang làm cho ta. Giờ mình xèo xèo mâm làm nước mắm hả? Cái này là mình làm xèo xèo ha, không chẳng biết cái xèo xèo gọi là gì. Nướng bơ, nướng bỉ. Cái này thịt bò phải không? Bò. Tôm. Cá hả? Tôm. Em cứ làm đi, làm đi. Cái dịch lộn nè. Ủa em làm riêng cho xíu hả? Bơ hả? Bơ với bò thôi ha. Chứ nó ăn rau cá với tôm đâu được đó hả? Nhưng hôm nay tới nhà của em dâu. Mai là hói đêm mà mai ngày nghỉ mà. Mai là ngày lễ. Rau này đã không? Dạ hết. Không đủ, không thiếu rau. Đúng ở ngoài này, cắt vô. Hả? Rau. Là dưa leo mình ăn trước. Mua gà đây rốt cuộc nó chặt cái cây mà đâu biết đâu nhưng chắc có lẽ đang nghe cái nghe rồi ai gì không nghe được gì mà cay. À, còn đang làm chưa có xong. Quay ra thấy cây bông bông quỳnh. Bông quỳnh nó nở đẹp ghê chưa? Bông quỳnh này nó đang ra này, cái tối này nó nở nè. Hoa quỳnh ha. Hoa này cũng đẹp lắm nha. Chưa vui hả? Đi lại đây, đi lại đây. Ăn trứng vịt trước rồi mới ăn cái xèo xèo sau. Mùa nóng quá. Hỏi rồi nãy giờ là lấy ấy chưa? Dạ, ủa nãy ấy chưa là gì? Đã đầm ở cái này nó chia chúng cái ngà nè. Cái thì cũng ngà đó chứ đâu mưa cái này giống cái ngà. Thì cái mày nén đêm tối của mình. Cái của con nằm trong thùng chưa thôi. Ồ. Cái này nó vui trong thùng chưa? Cũng chưa vui. Vịt lộn ngọt lắm không? Thì nó vừa ăn đâu quá, không lựa mà không có chút mối mà kêu lấy chút mối ha, có em cho mặt một lần. Wow. Trứng lộn ngọt lắm. Con còn sống không? Không sao cả. Nhưng mà mua chợ là không bao giờ con nó sống được. Mua chợ giống như con nó chết rồi hả? Phải mấy người cứ làm gì cũng là được giết mà rốt cuộc lại vịt lộn nó nằm ở trong trứng thì người ta cũng đi luộc ăn giết cũng là giết như tôi vậy nè. Nhưng mà nó chưa ra đời, chưa ra đời cái gì nó cũng nằm nó sống ở trong á.
tôi đáng lẽ phải để là tôi ăn hết một mình, tôi đứng vô ngồi vô coi người đó cũng đúng không tôi thành ha. Dạ. Bởi vì tôi không có tu. Ừ. Nó nhỏ to rồi. Có đồ đâm đây không? Con cỡ đó. Con cỡ đó ngon á, được không? Cỡ không. Con cỡ đó. Tướng ba nè. Không, ăn đi. Không ơi. Mà ăn đậu hả? Tan già mà kéo ra mà lông con thôi tan. Ăn. Chừng còn 2 ngày nữa, 3 ngày nữa ngon. Nếu để sau nó cũng lớn rồi, nó cũng lớn. Nó cũng lớn rồi. Này nó bán 1 đồng 30 sen một trứng. Ở Việt Nam thì chứ có mấy sen. Nóng quá. Trứng vịt thì nó mắc. Trứng gà nó rẻ hơn. Trứng gà nhiều lúc 1 đồng 99 nguyên 12 trứng. Mà chưa có lộn. Cũng. Bạn cái đứng cái đó đi. Không. Cá xeo mình là họ ăn sống được nè. Mình nãy tưởng hôm qua mình ăn chị Mai rồi chứ. Gì ở đây? Ai ăn? Đó, cái này là gọi là xèo xèo. Mình nhận biết gọi là gì, mình gọi là xèo xèo thôi. À, bà cứ ăn đi. Thì đó, từ từ ăn. Như em đâu có cụ bánh tráng đâu. Nấm, cá, tôm, mực, bò, mực, thịt, đủ rồi. Bên đây còn đũa nè. Mình chẳng biết gọi cái này là gì, mình gọi xèo xèo cho vui vậy đó nha mọi người. Tả bánh lầu. Mushroom. So I need some spicy sauce. Cashew mắm. Yeah, I got you. Mực mắm, sauce. Okay, can you put some sauce with your mắm? Ah, well, I'll go through. Okay. Thank you. Thank you. Mấy thịt đó không mùi chi bơ mà ăn này nữa không má để chưa con lấy bò ngon ăn thử miếng con mà ta miếng mắm nè. Nguyên rào. Mời mọi người nha. Còn cái dĩa cuốn hả? Không. Tại miếng cá xe mình. Ủa, không, tôi chạy tới rồi luôn cho cái ấy.
cá xe mình. Chưa là cá hồi. Ồ, xe mình là cá hồi ha, đúng rồi. Dạ, ngon chưa có hồi. Cá này nó béo vậy măng. Nó béo lắm. Cái gì à? Cái bụng nó béo lắm. Đúng rồi. Mắm hả? No. Bỏ đó thôi. Đó, cái loại này nó xèo xèo quá nha. Con người ta trẻ nó ai ra nó mau chín mà lại nó gọn nữa. Để nguyên con cái nó bự quá. Gắp thêm con tôm nữa. Mà nó không thấm nữa. Thứ hai nó ngon hơn. Rau. Ăn nó ngon. Bánh hỏi. Mà nãy giờ chưa liệu bánh hỏi chưa? Mắm à. Con miếng khóm vừa ăn tới chấm bánh hỏi ăn thử ngon không? Mắm này chấm bánh hỏi ngon lắm. Oh my god. Ngon. Why có nè, so many chopsticks. Megan got so many chopsticks. Này nó rồi chứ. You have to come three. Đi đi. Rau này mà ăn sống được không ta? Được. Mình kêu rau muống ăn sống được không nè? Nên chăm cái lắc lửa mới nên nè. Đúng ra là cái rau ngộ là chị Nhi. Rau thức ăn ngon. Ăn phở nó cũng ngon. Biết rồi. Với trứng đưa đỏ á. Chứ không ăn rau. Okay, ăn no rồi. Thằng em mình đã cắt cỏ. Thấy không? No quá thì đi cắt cỏ một tí. Trời sập tối đi cắt cỏ để trưa nắng nóng rồi cắt không được. Nó có những cây ăn trái mà bây giờ nó chưa chín, chưa ăn được. Vài bữa nữa ăn được mình sẽ quay cho mọi người coi. Wow, con gì? Mọi người đóng ta bay cho mình. Cái này cây dâu ăn tại dâu tầm nè. Trái dâu tầm nè. Thấy không? Dâu tầm đó. Đây dâu tầm trái màu tím rồi ta. Tháng trái dâu tầm mà trái màu tím không? Dâu tầm á. Này để nuôi tầm mà mình không có nuôi tầm. Cái này nó mọc quang á. Cái này nó mọc quang. Ok, vậy thôi bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ. Em mình đã cắt cỏ. Nhưng mà cái vườn này á, đá banh ha. Cái này mà bây giờ để đá banh hết sảy luôn á.